It's over. It's over win. It's defeated. And the pack is die. Bro. Rồi đã chết rồi mọi người. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau checking mấy cái đống gói sàm lờ này nào. Click and hao đáng đập này. Đập đi nha mọi người ơi. Đập nha. Không đập là không được đâu đấy. Click and hao. Trong khi chúng ta chờ, chúng ta có thể nhau ngồi tâm sự về mấy cái pack. Mấy cái này toàn là 750 thôi, chứ không có cái gì là 325 cả. Cái này 350 này. Ừ, có gói 700 là gói ngon đấy. Run the world so okay. Đập nát cái phần nào win with click and how này đi. Tôi còn đi lấy thưởng tiền bạc. Honda đừng có nên mua nha. Inferno 2. Jackpot tôi không dám chơi. Không dám chịu. Mọi người muốn chơi thì mọi người cứ chơi đi. Chứ tôi không chơi đâu. Này chả có gì đặc biệt cả. Hôm nay thứ hai nên chắc chắn sẽ không có gì đặc biệt là đúng rồi. Nó chỉ đặc biệt đúng cái việc sắp có con quýt cần hao thôi. Key thôi. Để cái key thứ hai của tôi đấy. Sau cái pha sai lầm lấy key thứ nhất. Sau một đống pha tôi không lấy được key vì game quá khó. Không đủ điều kiện để thắng. TVR Griffith còn không có cõi nữa. Tôi thì đua thì đã gà rồi. Gà đến nỗi không bằng mọi người luôn. Không bằng Andika, không bằng Martini. Mấy bố kia chơi giỏi quá. Họ còn đòi manual nữa. Vì họ kinh nghiệm rồi. Cần được manual rồi. Cứ tập kiên trì là có thôi. Kết liễu nha mọi người. Lần trước đập nó không thành công đâu. Nên là đừng có nghĩ chuyện đấy. Sợ nó sẽ không thành công một lần nữa. Thôi thì đập nha. 1, 2, 3, búng tay. Chín thẻ Honda. Mang ra làm trưng thôi. Chứ đừng có đùa thật nhá. Không riot đâu. Từ lâu rồi ba.
Mấy giờ về? 7 giờ 10, 5 giờ 10. Đây. Ừ, được rồi. Đi ra. Mấy giờ tắm bà cho. Cái cháu thích tắm. Đi ra. Thôi, được rồi. Ê, đi ra. Nào, chúng ta cùng nhau mở quà nhá. 1 2 3 búng thầy. Tôi xem Avengers có 181 phút nên 181 phút nên mới thế đấy mà. Endgame và Infinity War có cảnh Thanos búng tay. Có hai cảnh búng tay, đó chính là Thanos và Iron Man. Ăn lốc thôi mọi người ơi. Thượng đế đến rồi, các homie ơi. Tôi chỉ sợ ai đấy sẽ táp trộm một xe của tôi thôi. Nên mới bị mất đi mấy cái cảnh táp này đấy. Win Loser táp trộm của tôi rồi. Đập để búng tay thôi. Nào, cùng nhau chiêm ngưỡng Greenland nào. Xăng vẫn còn nguyên zin. Im. 6 giờ ra cắm cơm. Mà trước khi ra cắm thì cũng bỏ cái hộp cơm ở trong này. Ở trong ấy ra. Rồi mọi người, cùng đua nha. Click now. Aran rồi go show cây. Thế bà nói thì con nghe không? Nghe chứ. Thôi. 6 giờ ra cắm cơm. Rồi. Tôi không có ham mà đi ăn Lucky nhá. Được chưa? Đủ để ăn lốc thôi. Chứ đừng có đủ để ham lấy xe Lucky. Cái đi. Còn mẹ mày. Mất tập trung bây giờ. Mất tập trung vãi luôn. Tất cả tại bà tôi đấy. Mất tập trung cực kỳ luôn đấy. Bực cá mình ra. Ván sao đua lại. Nghe tức lắm. Chơi này tức thật sự luôn. Bắt phải dùng manual cơ. Game thả sinh ra top drive để làm gì. Để cho người ta dễ cho thôi à. Challenge cho top driver đây. Win bằng chỉ có thể win bằng manual đấy. Đi mẹ cái thằng này nào, cho bố mày win nào, mày không được win nào. Nào để tao thắng, đi lấy token đã. Đấy, xong rồi, xong chúng ta lấy token rồi đã. Chúng ta xong rồi, win Wicked House SC Wicked House 04C đấy. Tất cả chúng ta đã win rồi. Thôi đến đây tôi xin nghỉ một chút thôi nhỉ. Xin kính chào các mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những buổi sau. Bye bye. Ăn vest tuần đây trước khi đi đã. 200 token. 200 credit. Méo có token để đập, để có, để chứa, để sưu tầm. Legend Pass thì win loser bao giờ chuyển tiền cho tôi thì ông ấy sẽ đưa cho tôi thôi. Nếu mọi người có cách để donate thì mọi người cứ donate nhá. Cho tôi xin cách mở super chat với. Thôi, bye.